chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, vành đai an toàn, kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật, hệ thống anten quân sự của các công trình quốc phòng và khu quân sự. Chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ di rời công trình quốc phòng và khu quân sự. Các đại biểu nhất trí với đề xuất quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để đảm bảo đồng bộ thống nhất với luật quản lý tài sản công và dự thảo luật đất đai sửa đổi. Bảo vệ được công trình. Trước đây thì trong dự thảo đầu tiên ấy, thì đưa ra hai phương án, cũng xin báo cáo như sau đó thì chính phủ là thống nhất là thôi đưa một phương án và cái phương án này là chính phủ cũng đã trình và đây cũng báo cáo công chí để thuận tiện trong quá trình sử dụng. Chúng tôi sẽ tiếp thu và chúng tôi sẽ hoàn chỉnh cái nội dung này làm sao cho nó kỹ hơn, rõ hơn để làm sao vừa bảo vệ được công trình quốc phòng khu quân sự nhưng đồng thời vẫn tiếp tục phát triển được các cái kinh tế xã hội của các địa phương. Nhất trí trình dự án luật để Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 6 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát đánh giá cụ thể hơn tác động của chính sách mới, đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, tác động của các vành đai an toàn và phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự tới các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.